hai bạn 32 tuần, thận bé ứ nước, trái là 5,6, phải là 6,6, có nguy hiểm hay không? Thật ra bạn trai ơi, nếu như mà bé là bé trai thì một số bé trai nó có hiện tượng là mang niệu đạo sao và gây ra cái chuyện thận ứ nước. Thật ra với 5,6, 6,6 thì chúng ta chỉ cần theo dõi thôi, chúng ta cũng chưa cần phải quá băn khoăn. Nếu như chúng ta đã có những xét nghiệm tầm soát về cái nhịp thai, chúng ta đã có số âm 3 chiều, 4 chiều mà tất cả đều mọi cái đều bình thường hết, thì chúng ta chỉ cần theo dõi thôi, chúng ta cũng không cần phải quá hoảng sợ đâu. Những bé trai thì cái đường sinh dục của bé đó thì nó có ba niệu đạo, thì cái chuyện mà ứ nước ở thận rất hay xảy ra hơn là ở các bé gái các bạn nha. Do đó thì Trang vẫn có thể mình yên tâm được, không có cần phải quá lo lắng.